Vậy là bây giờ chúng ta đã cùng nhau bước vào những ngày cuối cùng của năm 2022, một năm sóng gió không kém gì 2021. Dịp cuối năm này thì mình thấy anh em làm YouTube có một trend khá thú vị, đó là tổng kết những món đồ công nghệ đã mua trong năm vừa rồi, nên mình cũng muốn đu theo trend này và cũng muốn rủ anh em đu luôn. Và mình đã có tổ chức một cuộc thi nho nhỏ trong group cũng như trên kênh Instagram với tổng quà tặng khoảng tầm 10 triệu đồng với nhà tài trợ là techspace.vn. Chi tiết thể lệ bạn có thể xem trong phần mô tả nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có một video tổng hợp trên kênh này về sự kiện đó, về cuộc thi đó nếu như lượng người tham gia đủ đông đảo và hấp dẫn, để các bạn có thể cùng nhau chia sẻ những món đồ ưng ý nhất trong năm vừa rồi. Ok, đừng quên tham khảo thông tin nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những món đồ công nghệ lớn mà mình đã mua trong năm vừa qua. Và có hai điểm mình muốn lưu ý trong video này. Thứ nhất là do làm YouTube thế nên mình cũng thi thoảng là các hãng gửi đồ để làm review. Có những món đồ mình cũng sẽ sử dụng luôn. Nhưng mà chắc ở trong khuôn khổ video này thì mình sẽ chỉ nói đến những món đồ mình đã cân nhắc bỏ tiền ra mua thì sẽ hợp lý và có nhiều ý nghĩa hơn. Điều thứ hai đó chính là video này mình sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là mình sẽ nói về những món đồ liên quan đến làm việc và thứ hai là liên quan đến game. Bây giờ thì hãy cùng nhau nói đến món đồ liên quan đến công việc trước. Cái thiết bị đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là MacBook Pro 13 inch M1 16GB của mình. Lý do mình để nó lên đầu vì nó là một trong lý do chính dẫn đến việc mình mua rất nhiều những món đồ Apple sau này. Trước đây nếu như các bạn có xem video cũ của mình khoảng tầm 3-4 năm trước thì mình cũng không gọi là anti-fan, nhưng mình không thích các sản phẩm của Apple một chút nào, không nói, không tính đến điện thoại nhé. Nhưng mà cho đến một ngày đẹp trời, Apple ra mắt con CPU M1 cùng các thiết bị dòng Mac sử dụng con CPU này. Có lẽ cho tới bây giờ thì cũng chẳng cần phải nói nhiều về hiệu năng và chất lượng của con chip này rồi. Và cũng phải chia sẻ với các bạn là con MacBook Pro này không phải sản phẩm sử dụng chip M1 đầu tiên mình dùng, mà thật ra là một con Mac Air M1 8GB. Sau khoảng thời gian dùng thì mình thấy với nhu cầu của mình, Mac Air không đáp ứng được, đặc biệt là ở phần RAM. Vì mình mở rất nhiều tab trên trình duyệt web khi sử dụng, cũng như có dùng cả Photoshop và Final Cut để làm video. Thế nên mới phải nâng cấp lên con MacBook Pro 13 inch M1 16GB hiện tại mình đang dùng. Và nói thật, đây có lẽ là món đồ mình thấy đáng tiền nhất trong năm vừa rồi mình bỏ ra cho đồ công nghệ. Nếu nói về trải nghiệm MacBook cho công việc văn phòng cơ bản và sáng tạo nội dung thì khó thể chê đâu được. Trải nghiệm này đã thuyết phục được một người vốn không ưa MacBook và hệ điều hành Mac OS như mình. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là nếu được, các bạn nên cố mua phiên bản RAM 16GB cho dù là MacBook, iMac hay là Mac Mini, vì 8GB RAM gần như là không đủ. Bộ nhớ thì có thể là 256, các bạn có thể nâng cấp bằng cách dùng SSD di động hoặc gì đó, nhưng RAM thì không thể. Thế nên hãy cố gắng chọn phiên bản cao nhất trong túi tiền của mình. Sản phẩm tiếp theo cũng liên quan tới Mac, đó chính là con chuột Magic Mouse 2. Cũng phải chia sẻ thật với các bạn là sản phẩm này luôn mang tới cho mình hai cảm xúc lẫn lộn là thông minh và ngu ngốc. Thông minh là thứ nhất, thiết kế của nó rất đẹp, hợp với MacBook. Và thứ hai, đặc biệt là những thao tác của Magic Mouse 2 với hệ điều hành Mac quá tốt. Ví dụ như chạm hai lần để zoom ra zoom vào nội dung, vuốt trái phải trên chuột để di chuyển timeline trên Final Cut rất tiện lợi, và còn cực kỳ nhiều thứ khác khiến cho mình rất thích Magic Mouse. Sử dụng nó cũng gần giống như việc sử dụng trackpad ở trên MacBook, một thứ có thể gọi là thần thánh của MacBook. Nhưng ở chiều ngược lại, nó có một phong cầm có thể nói là không thể chán hơn nếu như bạn đã dùng quen chuột gaming. Tiếp đó là cái bộ fit của nó thuộc hàng siêu tệ và chỉ sử dụng được ở một số mặt phẳng cứng và trơn. Dùng pad vải thì gần như không sử dụng được vì nó rất zip. À, có thêm một vụ nữa mà mình thấy có nhiều người chê, đó chính là cái vụ cổng sạc dưới đáy chuột. Vụ này thì mình nghĩ chê là những người dùng chưa đủ nhiều Magic Mouse để biết là pin của nó rất trâu và sạc một lúc là các bạn có thể dùng cả tuần rồi. Tóm lại để mà nói thì đối với cá nhân mình vẫn thích Magic Mouse nhiều hơn là ghét. Ở đâu đó thì mức độ ranh giới của nó vẫn là 60-40. Mặc dù vậy thì nói chung là hiện tại nó vẫn luôn là con chuột có trong ba lô của mình cùng một chiếc MacBook mang đi mọi nơi để sử dụng. Thiết bị thứ ba mà mình thấy đáng tiền nhất trong năm nay là chiếc tai nghe AirPods Pro 2. Có một vài điểm mình thích ở AirPods Pro 2. Đầu tiên là khả năng chống ồn và xuyên âm của nó theo như trải nghiệm của mình thấy khá tốt nếu so cả một chiếc tai nghe in-ear trong tầm giá này. Có thể các bạn sẽ thấy hơi đắt, nhưng nếu so ra với các dòng sản phẩm của Sony, Bose hay Sennheiser hay cả dòng headphone chống ồn chủ động thì chắc chắn nó không bằng về giá và kể cả chất lượng chống ồn cũng như vậy. Nhưng ở trong cái tầm giá này thì mình thấy nó hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của mình. Bản thân mình cũng đã sử dụng hàng ngày, đeo khi đi xe cũng như là sử dụng trên những chuyến bay dài 1-2 chuyến thì hoàn toàn ổn áp và không hề thấy bị khó chịu, và thấy nó hoàn toàn phục vụ được nhu cầu của mình là chống tiếng ù và tiếng ồn cũng như là tập trung vào âm thanh mình nghe hơn. Cái điểm thứ hai mình thích về chiếc tai nghe này đó chính là chất âm của nó. AirPods Pro 2 có một chất âm phải nói là khá mạnh mẽ, sống động và đặc biệt là đi kèm với âm thanh giả lập Spatial Audio rất ấn tượng về mặt tái tạo không gian âm thanh. Khi xem phim hay là nghe nhạc đều rất là đã với cái mức giá bỏ ra trong một sản phẩm như này. Và điểm cuối cùng và cũng là điểm mình thích nhất đó chính là nó đồng bộ và hoạt động quá tốt đối với sản phẩm của Apple mình đang sử dụng. iPad, iPhone, Mac, việc sử dụng chuyển qua lại tai nghe giữa các thiết bị chỉ cần đúng thao tác mở nắp, bật Bluetooth
với các thiết bị đã có kết nối từ trước là có thể dùng mà không cần pair đi pair lại từng thiết bị một hay bấm bất kỳ một cái nút nào trên tai nghe để chuyển qua lại giữa các thiết bị. Mình thấy đây chính là điểm mà những người đã nghiện sử dụng các đồ trong hệ sinh thái của Apple gần như không thể dứt ra được. Và rồi để tổng kết lại cho các thiết bị sử dụng làm việc của mình thì là một sản phẩm phụ kiện mình sử dụng rất nhiều, đó chính là cục sạc Ugreen ZAN X 100W. Cũng không có quá nhiều thứ để nói về cục sạc này, mặc dù có mức giá có thể gọi là khá cao, nhưng mình sử dụng nó rất nhiều nên mình thấy mình muốn chia sẻ nó với các bạn. Đầu tiên là mình dùng nó để sạc con iPhone 12 Pro Max của mình. Thời gian sạc của nó mình cũng không đo cụ thể, nhưng từ 0 lên khoảng 50% chắc chỉ mất đâu đó khoảng tầm 15 đến 20 phút. Tiếp đó thì do công suất sạc lên tới 100W, thế nên nó hoàn toàn có thể sạc được con MacBook Pro của mình. Và do nó có tận 3 cổng C và một cổng A, nên đi đâu dù đi du lịch hay đi làm, mình cũng chỉ cần mang theo một cục này là đủ. Kích cỡ của nó thì thậm chí còn nhỏ hơn cả cục sạc gốc của MacBook, thế nên là nó cực kỳ tiện, bỏ vào ba lô cũng không bị vướng hay là cộm gì cả. Nói chung thì sau khoảng thời gian khoảng gần 1 năm sử dụng thì mình thấy đây là một sản phẩm rất đáng mua và các bạn nên mua nếu như đang sử dụng nhiều thiết bị như mình. Vừa rồi là những món mình sử dụng để làm việc, bây giờ cùng nhau nói về những món mình sử dụng ở góc chơi game. Sản phẩm đầu tiên nếu như các bạn đã xem kênh của mình thì các bạn đã biết rồi, đó chính là con phím custom đầu tiên của mình, GMMK Pro sử dụng Aqua King Switch. Ở thời điểm làm video đó thì mình đã có cho các bạn xem là mình gắn bộ keycap Razer Phantom vào và mình cũng khá ưng ý với bộ keycap đó. Nhưng hiện tại thì như các bạn thấy ở đây, mình đã gắn vào bộ keycap ESA Profile của Aco để đổi gió một chút. Trên thực tế thì video về con phím này của mình cũng có khá nhiều bạn chê về mức độ đáng tiền của nó là có nhiều sự lựa chọn tốt hơn hay là mức giá quá đắt hay là như nào đó, hoặc là hiện tại có rất nhiều sự lựa chọn khác ok hơn, ổn hơn. Tuy nhiên đối với cá nhân mình mà nói thì với nhu cầu của mình thì hiện tại mình cũng chỉ cần đến như vậy. Và mình cũng cảm thấy ưng ý với số tiền mình bỏ ra cho con phím này. Có thể năm nay hoặc là giữa năm hoặc cuối năm mình có thể làm thêm một con phím nữa. Nhưng nói chung là GMMK Pro mình vẫn sẽ đang dùng và vẫn sẽ là sản phẩm chính, cũng như là sản phẩm mang tới cho mình trải nghiệm tốt trong thời gian sử dụng của nó. Đây cũng chỉ là cái trải nghiệm cá nhân của mình, vì dù sao thì bản chất của cái việc sử dụng phím custom nó là như vậy, theo nhu cầu và mục đích cá nhân của bạn. Bàn phím là như vậy, còn đối với chuột thì năm vừa rồi mình cũng rất tâm đắc với con Viper Ultimate đến từ Razer, phiên bản có sử dụng dock mình đang sử dụng. Có thể nói là mình đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều con chuột trong năm vừa rồi, nhưng Viper Ultimate phiên bản có dock chính là con chuột mình lựa chọn làm chuột chính, mình sử dụng ở nhà và hiện tại mình chưa có ý định đổi. Trên kênh này thì mình đã có một video review chi tiết con chuột này rồi, nếu cần cân nhắc thì các bạn có thể xem lại. Nhưng mà nói thật, với mức giá chỉ khoảng tầm 2 triệu đồng thì một con chuột không dây với cấu hình như Viper Ultimate, đặc biệt là đi kèm cả dock sạc không dây và có khả năng làm màu làm mè rất tốt thì gần như nó là sự lựa chọn không cần cân nhắc. Thêm một điểm nữa về form cũng như cân nặng của nó, theo như mình thấy ở một điểm được gọi là hoàn hảo, phù hợp với hầu hết thói quen cũng như tay cầm của tất cả mọi người. Có thể bạn sẽ mất một chút thời gian để làm quen, nhưng nó là không dài và một khi đã quen rồi thì gần như là sẽ không có ý định đổi. Chính vì vậy, nếu như để nói về thiết bị chơi game thì Viper Ultimate có dock xứng đáng là top 1 sản phẩm mình thấy đáng nhất số tiền bỏ ra cho năm nay của mình. Món đồ tiếp theo mà mình thấy cũng rất được ý mà mình mới mua gần đây, đó chính là chiếc AR màn hình Human Motion T9 Pro. Lý do là vì mình là một người sử dụng màn hình ultra wide và lại còn là màn 34 inch, thế nên mặc dù có thể nói là nó không nặng lắm nhưng nó lại dài chiều ngang. Mình đã thử một số loại AM thì nó bị một cái hiện tượng là một là màn bị cụp xuống do quá nặng, hoặc là không thì bị rung lắc rất là nhiều, dù chỉ là gõ phím thôi chứ chưa nói là chạm tay hay động mạnh vào bàn. Chính vì vậy thì mình phải lựa chọn một con AM như T9 Pro, vốn là AM làm cho màn hình lên tới 49 inch, sử dụng với con màn 34 inch của mình để cho đỡ rung. Kết quả là đúng là nó đỡ thật. Tất nhiên là chạm mạnh vào bàn hay di chuyển mạnh thì cũng có rung, nhưng rung động rất nhỏ và gần như là không nhận ra, khác hẳn với cái chân mặc định của con màn mình, chỉ cần gõ phím thôi là đã rung lắc rồi. Và không chỉ có hiệu năng ổn mà T9 Pro có một thiết kế khá đẹp, nhìn phát khiến mình liên tưởng đến con máy PS5 luôn. Nói chung đây là một sản phẩm mình rất recommend cho các bạn lựa chọn, kể cả các bạn có đang dùng màn 32 inch hay nhỏ hơn một chút, vì độ chắc chắn cũng như hạn chế rung của nó vốn là yếu tố rất quan trọng đối với cả những dòng AR màn hình. Món đồ cuối cùng trong video này là có bàn nâng hạ FlexiSport với 3 mức độ cao mà mình mới mua. Một sản phẩm có mức giá khá đắt đỏ. Tuy nhiên thì so với cả dòng bàn nâng hạ trước mình đã dùng thì mình cảm giác nó đáng tiền hơn hẳn. Với cùng một kích cỡ mặt bàn và cùng là loại 2 motor nâng hạ, nhưng dòng này của FlexiSport không hề bị rung rinh khi cho lên mức cao như con bàn nâng hạ cũ của mình. Chính đây là điểm mình thấy nó đáng tiền hơn cả với dòng kia. Về khả năng nâng hạ thì chắc cũng không cần phải nói quá nhiều về độ mượt rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ nói kỹ hơn về một video về góc máy của mình, do thời lượng video hiện tại cũng đã khá dài rồi. Và rồi đó là toàn bộ sản phẩm công nghệ lớn mình mua trong năm vừa rồi. Cũng có những sản phẩm khác mình mua nhưng cái mức giá nó rẻ hơn hoặc là nhỏ hơn, cũng như là nó mình cảm thấy là không đáng tiền và không đáng chia sẻ với các bạn lắm. Thì đây là những sản phẩm mình muốn chia sẻ với các bạn.
Và nếu như các bạn cũng muốn tham gia cái trend này thì hãy tham gia ngay theo thể lệ mình để cho phần mô tả và phần bình luận của video này để có thể có cơ hội nhận quà với tổng giá trị đặc thưởng lên tới 5 triệu đồng do Instagram tổ chức. Đây cũng là một cuộc thi mà mình muốn tổ chức gọi là thử nghiệm để xem nó có hiệu ứng hay không. Và trong thời gian tới mình cũng sẽ tổ chức những cuộc thi khác để phát triển group Instagram cũng như kênh Instagram, ví dụ như liên quan đến góc máy, liên quan đến ba lô hay nhiều thứ khác nữa. Và rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.